Thời gian qua, Bộ Công Thương đã tập trung nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tham gia hỗ trợ người dân gặp khó khăn và thực hiện nhiều nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, nhất là công tác đảm bảo ổn định thị trường trong nước và đẩy mạnh hàng hóa xuất khẩu. Để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, Bộ Công Thương đã đưa ra giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong ngành, giúp các doanh nghiệp vượt qua cú sốc về cả phía cung và cầu, chuẩn bị tốt nhất để tạo đà phục hồi mạnh sau khi dịch bệnh kết thúc. Bộ đã thực hiện nhiều giải pháp điển hình như việc yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN giảm giá điện cho khách hàng, gồm cả người dân và doanh nghiệp. Song, EVN vẫn phải cân đối nguồn lực, đảm bảo công tác huy động nguồn, đáp ứng yêu cầu năng lượng cho sản xuất và sinh hoạt. Bộ Công Thương rà soát đề nghị gửi Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giảm 50% mức thu phí và lệ phí cấp phép cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực rượu, thuốc lá, khí, xăng dầu, giao dịch hàng hóa và công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2020. Bộ cũng đã chỉ đạo xây dựng đề án phát triển nền tảng ứng dụng thương mại điện tử để thúc đẩy kết nối giữa các nhà sản xuất và phân phối trên nền tảng liên kết chặt chẽ về thông tin từ nhà sản xuất đến hệ thống phân phối cùng sự hỗ trợ của nhà nước. Với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, Bộ đã triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp trọng điểm nhằm đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, đề xuất các chính sách để ưu đãi phù hợp, trước hết là đối với ngành dệt may, da giày và các ngành chịu ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19, có cơ chế khuyến khích sản xuất linh kiện, sản phẩm trung gian trong nước thay thế nhập khẩu. Về các giải pháp khơi thông cho xuất khẩu, tìm kiếm thị trường thay thế cho doanh nghiệp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, Bộ Công Thương đã và sẽ tiếp tục duy trì các thị trường xuất khẩu truyền thống và tiếp tục tìm kiếm, khai thác và phát triển các thị trường xuất khẩu mới. Điển hình như với thị trường Trung Quốc, Bộ Công Thương đã và đang tập trung để xử lý các vấn đề vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu, nhất là các mặt hàng nông thủy sản hiện đang ách tắc tại biên giới. Tiếp tục chủ động làm việc cùng với Đại sứ quán Trung Quốc, các bộ ngành của Trung Quốc và chính quyền của hai tỉnh Quảng Tây, Vân Nam để tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương nhận định các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam như EU, Mỹ, Trung Quốc, ASEAN, Đông Á vẫn là thị trường rất tiềm năng và có cơ hội lớn cho Việt Nam trong quá trình khôi phục lại hoạt động xuất nhập khẩu. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại các thị trường này, Bộ đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng những cơ hội, lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương để đưa hàng hóa thâm nhập vào các thị trường quan trọng nói trên.